Mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh lại quay lại nhà vườn của chị Nguyễn Ngọc ở Cao Lãnh Đồng Tháp để quay gửi đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng bonsai. Số điện thoại liên lạc ở trên tiêu đề, quý cô chú anh chị liên hệ với chị Ngọc để mua hàng. Ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mến chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn Thúy Ngọc em có một số cây bonsai thành phẩm muốn gửi đến giao lưu cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ em. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449. Và để không mất thời gian của cô chú anh chị, em xin tiến thẳng vào cây số 1 của em là Linh Sam 86 nha cô chú anh chị. Bông màu tím rất là đẹp nha. Cây này ôm đá nha cô chú anh chị. Chiều cao là 50. Tổng tàn là 59. Tán ngang là 36. Cây là có bông màu tím nha cô chú anh chị ơi, rất là già cây nha. Phơm tàn đồ ấm hết rồi nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 13. Em đo tổng hết cái cục đá dưới đây được 59. Cây đã thần trọng nha cô chú anh chị ơi, N1. Ký hiệu là N1 nha cô chú anh chị. Em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 2 triệu mốt có chậu bao sống bao ship toàn quốc ạ. N2 cũng là Linh Sam 86 nha cô chú anh chị. Cây này có dáng đổ. Cũng ôm đá luôn nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 27. Tổng tàn đổ là 62. Cây này đang cho lọc nha cô chú anh chị. Rất là già cây nha. Về cô chú anh chị nào thấy kẽm xiết cơ, cô chú anh chị tháo kẽm giúp em nha. Em đo tại vị trí này được 9 cộng luôn cộng kẽm nha cô chú anh chị. Chắc còn 8 á. Cây đã thừng chậu nha cô chú anh chị ơi. N2 em cũng xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 2 triệu 2 có chậu bao ship ạ. N3 cũng là Linh Sam nha cô chú anh chị ơi. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Cây Linh Sam này ghép 5 màu mà anh. Chiều cao là 30. Tổng tàn là 57. Em đo tại vị trí này là được 14. Tổng hoành đế là được 36. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị ơi. N3 này ghép. Dạ. Trắng phách hồng nha cô chú anh chị ơi. N3 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 1,6 triệu. Có chậu bao sống bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. N4 cũng là một cây Linh Sam song hình nha cô chú anh chị ơi. Bông màu tím, phơm tàn ấm nha cô chú anh chị. Cốt cành đồ to hết, già hết rồi nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao 35. Tổng tàn là 74. Tán ngang là 53. Bông màu tím rất là đẹp nha cô chú anh chị ơi. Đo tại vị trí này là được 22. Tổng hoành đế là được 59. N4 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 2,8 triệu. Có chậu bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Bự vậy. N5 cũng là một cây Linh Sam song hình. Cây này đang cho lọc nha cô chú anh chị ơi. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao là 75.
tổng tàng là 113. Tán ngang là 66 ạ. Chắc là già cây rồi nha cô chú anh chị ơi. Phơm tàng đồ ấm hết nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là 38. Tổng như đây là 62. N5 em xin phép lưu tới cả nhà mình là 7,5 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị ơi. Bao sóng bao ship toàn quốc ạ. N6 cũng là một cây linh sam song hình nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mua một cặp thì em bớt sát giá luôn nha cô chú anh chị ơi. Cây này cũng đang cho lọc nha cô chú anh chị. Bông màu tím. Phơm cành đồ ấm hết rồi nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 73. Tổng tàng là 98. Tán ngang là 69 ạ. Kẽm nào xiết về cô chú anh chị mình tháo kẽm giúp em nha cô chú anh chị ơi. Không chậu à. Em đo tại vị trí này là được 39. Tổng dưới đây được 55. Đường kính bầu là 49 ạ. À. N6 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 7,5 triệu nha cô chú anh chị. Khi đi em xin phép bó bầu nha. N10 là một cây nhiệt quế. Hình thú. Cây rất là già cây nha cô chú anh chị ơi. Nhiệt quế lá sắn bông chùm. Cây này đang cho lọc nha cô chú anh chị. Đang cho lọc non. Chiều cao là 55. Tổng tàng là được 79. Ở trên đây nó có mặt cắt nha cô chú anh chị. Em đã xử lý rồi nha. Không kéo thẹo rồi nha cô chú anh chị ơi. Em đo tại vị trí này là được 35. Đường kính bầu của mình là 37. N7. Em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 2,5 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc ạ. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449 ạ. Cũng là số để kết bạn Zalo với em nha cô chú anh chị. N8 cũng là một cây nhiệt quế lá sắn bông chùm. Cây thần chậu nha cô chú anh chị ơi. Lùng lực tàn đa. Rất là già cây. Chiều cao là 29. Tổng tàng em đo về được 48. Già cây hết rồi nha cô chú anh chị ơi. Em đo tại vị trí này được 32. N8 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 3,000,000. Có chậu bao sóng bao ship. Cô chú anh chị nào muốn xem phim chi tiết kết bạn Zalo với em. Em chụp hình em gửi qua nha cô chú anh chị ơi. N9 cũng là một cây nhiệt quế lá sắn bông chùm. Rất là già cây nha cô chú anh chị ơi. Cây đã thành phẩm. Đã tháo kẽm ra hết rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao là 90. Tổng tàng em đo như vậy là được 79 ạ. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị ơi. Em đo tại vị trí này là được 20. Đi xuống đây là được 34 nha cô chú anh chị.
Đường kính bầu là 57. N9, em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 8 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc ạ. N10 cũng là một cây nhiệt quế lá sắn bông chùm. Rất là già cây nha cô chú anh chị. Chiều cao là 88. Tổng tàng là 94. Có bộ đế nơm rất đẹp nha cô chú anh chị. Già cây hết rồi nha cô chú anh chị ơi. Em đo tại vị trí này là được 26. Chiều tổng đường kính bầu là 59. Cây nhiệt quế nu nha cô chú anh chị. Dạ lên nu nặng chân nha cô chú anh chị. Và N10 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 9 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu. Bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. N11 cũng là một cây nhiệt quế lá sắn bông chùm. Dán ba nha cô chú anh chị ơi. Rất là già cây. Đụng. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Cây này em cũng đã tháo kẽm hết rồi nha cô chú anh chị ơi. Rồi. Chiều cao là 92. Tổng tàng bay là 123. Ở đây nó có một cái vết lũa em đã xử lý hết rồi nha cô chú anh chị, nó đã khô rồi nha, nó kéo thẹo liền nha. Đây, lũa từ đây trên xuống đây nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 23. Và sát xuống đây là được 40 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu của mình là 59. N11. Em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 7 triệu rưỡi. Khi đi em xin phép bó bầu, bao ship. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. N12 là một cây cần thăn. Dán đỏ nha cô chú anh chị ơi. Có bộ đế nơm. Chiều cao là 18. Tổng tàng em đo như gì được 55. Rất là già cây nha cô chú anh chị. Cây này không có bông nha. Tán ngang là 28. Chơi theo phong thủy nha cô chú anh chị. Em đo tổng gì là được 27 cô chú anh chị ơi. Cây đó thần chậu nha. N12. Em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,8 triệu. Có chậu. Bao ship bao sống toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Hả? N13 cũng là một cây cần thăn luôn nha cô chú anh chị ơi. Rất là già cây. Chiều cao là 43. Tổng tàng em đo như vậy là được 60. Có bộ đế nơm hình thú rất đẹp nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 20 nè. Tổng của đế là 77. N13 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 3 triệu có chậu. Bao ship bao sống toàn quốc ạ. N14 là một cây mai chiến thủy nu. Chắc là già cây rồi nha cô chú anh chị ơi. Mai chiến thủy nu gò công.
lên u nặng chờ nha cô chú anh chị. Chiều cao là 74. Tổng tàng em đo như vậy là được 69. Cây rất đẹp nha cô chú anh chị, thân co lắc nha cô chú anh chị ơi. Già cây hết rồi nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 27. Em đo sát xuống tại vị trí này là được 57. Lên u nặng hết rồi nha cô chú anh chị ơi. Cây nào anh cô chú anh chị muốn bổ sung hình ảnh chi tiết kết bạn Zalo với em. Em chụp hình em gửi qua nha cô chú anh chị ơi. Và mã số N14 em xin phép Zalo tới cô chú anh chị là 9 triệu có chậu bao ship ạ. N15 cũng là một cây mai chiến thủy nuôi gò công. Cây rất đẹp cô chú anh chị ơi. Rất là già, cây đã từng chậu rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao là 58. Tổng tàng là 70. Già cây hết rồi nha cô chú anh chị ơi. Em đo tại vị trí này là được 43. Và N15 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 9 triệu rưỡi có chậu bao ship. N16 cũng là một cây mai chiến thủy nuôi gò công. Cây này đang cho lọc non nha cô chú anh chị ơi. Liền bệ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 62. Tổng tàng em đo như gì là được 69. Các chất thẹo em đã xử lý cho chất keo hết rồi nha cô chú anh chị. Ở dưới đây là nó liền bệ luôn. Gừng mai chiến thủy nha cô chú anh chị ơi. Em đo như vậy là được 128 nha cô chú anh chị. Gừng mai chiến thủy nuôi gò công nha cô chú anh chị ơi. Mã số N16 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 12.500.000. Bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Mã số 17 cũng là một cây mai chiến thủy luôn nha cô chú anh chị. Rất là già cây hình thú nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 43. Tổng tàng em đo như vậy là được 60. Cây này đang cho lọc nha cô chú anh chị. Ở dưới đây là nó già dữ lắm rồi nha cô chú anh chị, nó liền bệ luôn nè. Em đo tại vị trí này là được 32. Tổng cái bệ dưới đây là được 78. Rất là đẹp nha cô chú anh chị ơi. Có chậu không anh? N17 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 11.500.000 có chậu bao ship bao sống toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. N18 cũng là một cây mai chiến thủy nuôi gò công luôn nha cô chú anh chị. Rất là già cây cô chú anh chị ơi, hình thú. Chiều cao là 37. Tổng tàng em đo về được 62. Em đo tại vị trí này được 37. N18 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 12 triệu có chậu bao ship bao sống toàn quốc nha cô chú anh chị ơi.
cô chú anh chị nào muốn bổ sung hình ảnh chi tiết kết bạn Zalo với em chụp hình em gửi nha cô chú anh chị. Mã số 19 là một cây trà Phúc Kiến. Rất là già cây nha cô chú anh chị ơi, hey, đây. Chiều cao là 82. Tổng tàng em đo như vậy là được 59. Cây này nó có 3 thân nha cô chú anh chị ơi, em đo một thân đại diện ha. Là được 16. Tổng hết 3 thân là 41. Mã số N19 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 3,8 triệu. Có chậu bao ship bao sắm toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Mã số 19 là một mã số 20 là một cây kim quýt. Rất là già cây nha cô chú anh chị, ấm tàn phơ tàn được đủ hết nha cô chú anh chị. Chiều cao là 57. Tổng tàng anh đo như gì được 82. Quà tán ngang là được 64. Dạ cây hết rồi nha cô chú anh chị ơi. Hình thú phơm tàn đồ ấm hết rồi nha cô chú anh chị. Đây. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại kết bạn Zalo với em là 0938323449 nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 34 ạ. Coi chậu. Mã số 20N20 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 17 triệu có chậu. Bao ship bao sắm toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Mã số 21 là một cây gừa. Dán bài nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 33. Tổng tàng là được 64. Em đo. Em đo tổng hết là được 75 ạ. N21. Em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 2,3 triệu có chậu. Bao ship nha cô chú anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0938323449 ạ. Hình ảnh nào không rõ cô chú anh chị kết bạn Zalo với em bổ sung thêm mình hình ảnh nha cô chú anh chị. N22 cũng là một cây gừa luôn nha cô chú anh chị. Đây nó được nằm trong một cái chậu nha cô chú anh chị, ôm đá nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 43 và tổng tàng em đo gì được 70. Rất là già cây nha cô chú anh chị ơi. Em đo tổng luôn cái bệ này với em tính luôn cục đá là khoảng 1m6 nha cô chú anh chị. Hết thước dây luôn cô chú anh chị ơi. N22 em xin phép Zalo tới cô chú anh chị là 5,3 triệu. Bao ship bao sắm toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. N23 là một cây hải châu. Rất là già cây nha cô chú anh chị.
chậu hả? Chậu hả? Kỳ á. Ừ. Có không? Rồi chưa? Một cây hải châu nha cô chú anh chị, rất là già cây nha, nguyên một cụm luôn nha cô chú anh chị. Chậu không? Nguyên hả? Chiều cao là được 64. Tổng tàn là 101 nha cô chú anh chị. Hả? Rất là già cây cô chú anh chị ơi, nó là một cụm gừng luôn nha cô chú anh chị. Liền bể. Có nhiều răng nha cô chú anh chị ơi. Em đo tổng hết cái cỡ cái bể dưới đây luôn nha cô chú anh chị. Là 145. Mã số N23. Em xin phép lưu tới cả nhà mình là 17 triệu. Có chậu bao ship 27 triệu. Bao ship bao sóng toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Có chậu nha cô chú anh chị. Một cây hải châu ạ. Mã số 27 là một cây mai chiếu thủy. Mã số 24 là một cây mai chiếu thủy nha cô chú anh chị ơi. Cũng là mã số cuối clip của em ngày hôm nay. Nó là một nguyên một cụm gừng mai chiếu thủy. Chậu luôn á. Hả? Chậu 3 triệu. Cụm gừng mai chiến thủy nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 57. Tổng tàn em đo như gì là được 94. Nó liền bể luôn nha cô chú anh chị. Bông màu trắng rất là thơm. Em đo tổng hết dưới đây luôn khoảng 1m7 cô chú anh chị ơi. Mã số 24 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 18 triệu không chậu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào ấy chậu thì mình thỏa thuận sao nha cô chú anh chị ơi. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0938 323 449. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh LTK Bonsai cũng như là ủng hộ cho em. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.